Xin chào, mỗi ngày lại biết thêm một chút kiến thức. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chị Mụn. Mụn có vẻ như là kẻ thù không đội trời chung của hầu hết các anh em, chị em và tất cả mọi người. Trước đây thì mình cũng từng bị mụn rất nhiều. Thậm chí đến bây giờ mình vẫn không quên được lời khen vô cùng chân thành từ lớp trưởng. Mặt bí thư dạo này trông kinh thế. Mình còn nhớ chính xác nó nói câu này khi mình đang đứng nghe tiếng chim hót dưới gốc cây trước phòng học hôm đi luyện thi đội tuyển toán. Nói chung là mặt mình hồi đó rất là kinh, bây giờ thì cũng ổn rồi, đủ để nhờ bạn thèm muốn. Chính vì vậy, mình nghĩ video này sẽ có ích với các bạn. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về cách mà cái thằng mụn trời đánh nó được sinh ra. Thì cũng không có gì phức tạp lắm. Như các bạn đã thấy, dưới da mặt của chúng ta có các lỗ chân lông, mà dưới mấy cái lỗ chân lông thì lại có các tuyến nhờn. Và tuyến bã nhờn này thì lại có tác dụng là tiết ra chất nhờn, hay còn gọi là chất dầu trên da mặt. Và có thể các bạn cũng đã biết, chính cái chất nhờn này là nguyên nhân lớn nhất gây nên tình trạng mọc mụn trên khuôn mặt xinh đẹp của chúng ta. Câu hỏi được đặt ra là tại sao cơ thể nó lại ngu như vậy, sinh ra cái chất nhờn làm gì, để rồi khi mọc mụn vừa đau lại vừa xấu. Thì thực ra, chất nhờn nó cũng quan trọng lắm chứ không phải vô dụng như các bạn nghĩ đâu. Nếu không có chất nhờn, da của bạn sẽ bị khô, vi khuẩn, chất cặn bã hay các tế bào chết ở lỗ chân lông sẽ không được đào thải ra ngoài. Mà các bạn nghĩ xem, nếu chất cặn bã với tế bào chết không được đẩy ra thì cái lỗ chân lông của bạn có khác gì cái thùng rác hay không? Cho nên đừng nghĩ oan cho nó các bạn nhé. Quay lại quá trình mụn hình thành. Khi các chất nhờn được tiết ra quá nhiều, lỗ chân lông của chúng ta lại vì một lý do gì đó mà bị bịt kín, bị tắc, khiến lượng chất nhờn không thể thoát ra ngoài được. Dần dần nó sẽ tích tụ thành một lượng rất lớn. Nếu như trong triết học Marx Lenin, đủ về lượng sẽ thay đổi về chất, thì ở đây khi chất nhờn đông đầy, nó sẽ phình to lên, đầy da căng ra ngoài và nổi thành mụn. Thậm chí nếu có vi khuẩn tấn công, phản ứng viêm sẽ hình thành. Lúc đó bên trong mụn không chỉ là nhân trắng mà là mủ, là xác của con vi khuẩn, bạch cầu và các chất bã. Từ đây chúng ta thấy, để mụn hình thành sẽ phải có hai yếu tố xảy ra, bao gồm có nhiều chất bã nhờn được tiết ra và lỗ chân lông bị tắc. Về yếu tố thứ nhất, chất bã nhờn được tiết ra nhiều và đủ nhiều thì mới đẩy nhanh quá trình hình thành mụn. Từ thì chất bã nhờn được tiết ra nhiều nhất trong giai đoạn dậy thì. Bởi vậy, các bạn sẽ rất dễ có một khuôn mặt gồ ghề khi bước vào cái tuổi này. Tại sao giai đoạn này lại có nhiều chất bã nhờn được tiết ra? Thì đó là bởi vì giai đoạn dậy thì là lúc cơ thể biến đổi nhiều nhất. Rất nhiều hormone được tiết ra, nào là hormone tăng trưởng, hormone con trai, hormone con gái, rất nhiều loại hormone khác nữa. Và buồn thay là khá nhiều hormone kể trên có liên quan đến tuyến bã nhờn, làm nó tiết ra nhiều bã nhờn hơn. Tiếp theo là trong tuổi dậy thì, các bạn sẽ phải chịu áp lực nhiều hơn từ gia đình, học hành hay yêu đương, rất dễ bị căng thẳng, stress. Mà stress thì lại làm tăng hormone cortisol, một loại hormone làm da bị mất nước, khô, dễ bị tổn thương, đồng thời tạo ra rất nhiều chất bã nhờn. Chính vì vậy, tuổi dậy thì rất dễ bị mụn. Thứ hai, đó là vấn đề lỗ chân lông bị tắc. Có nhiều yếu tố khiến hiện tượng này xảy ra, có thể kể đến những yếu tố cơ bản như sau. Một là không rửa sạch chất dầu trên da mặt. Điều đó khiến da chúng ta luôn trong tình trạng nhiều dầu, dễ kết hợp với các chất bẩn tế bào chết làm tắc lỗ chân lông. Hai là không tẩy tế bào chết. Quá dễ hiểu, khi mặt bạn đầy rác thì tỷ lệ rác lọt xuống các lỗ chân lông sẽ cao hơn, vậy nên dễ bị tắc lỗ chân lông hơn. Ba là hay sờ tay lên mặt. Ngoài ra còn một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến việc mọc mụn như sử dụng nhiều mỹ phẩm giả không an toàn, khiến da mặt bị tổn thương, vi khuẩn dễ tấn công và mọc mụn. Sử dụng nhiều loại thuốc khiến cơ thể bị dị ứng. Di truyền cũng có thể là một yếu tố lớn ảnh hưởng đến tỷ lệ lồi lõm trên mặt bạn. Rửa mặt quá nhiều cũng làm dễ bị nổi mụn. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật. Khi rửa mặt nhiều, da sẽ bị khô. Mà bị khô thì tuyến nhờn phải tiết nhiều chất nhờn để giữ ẩm cho da. Và nhiều chất nhờn thì lại dễ nổi mụn. Một cái vòng luẩn quẩn. Như vậy là các bạn đã hiểu về cách mụn hình thành và các nguyên nhân. Thế còn làm sao để giảm được mụn hay tránh để nó hình thành? Thì rất đơn giản, hãy làm ngược lại các nguyên nhân là xong. Thứ nhất là đừng có dậy thì mà lớn luôn đi. Thứ hai là đừng sống trong áp lực, căng thẳng, có gì mệt mỏi cũng kệ mẹ nó. Thứ ba là đừng bôi lung tung lên mặt, có tiền thì mua mỹ phẩm xịn, chứ đừng dùng mấy cái gia truyền hay kem trộn. Có đi tiền thì cứ rửa sạch mặt là được, ngoài ra còn ăn uống và sống lành mạnh nữa. Thế còn mình đã làm thế nào để hết mụn? Thì mình không chắc việc mình làm có phải nguyên nhân thật sự của việc hết mụn hay không. Nhưng mình chỉ làm đúng một việc duy nhất, đó là rửa mặt khoảng 2 lần mỗi ngày.
dùng sữa rửa mặt. Và mình thường không dùng khăn các bạn nha, vì mình nghĩ rằng dùng khăn sẽ làm nó chít các lỗ chân lông lại. Hy vọng video hữu ích, hy vọng sẽ được gặp lại những khuôn mặt nam thanh nữ tú sau video này. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.